Xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Chào buổi sáng của Tamda Media. Những thông tin cập nhật ngày hôm nay sẽ khởi đầu ngày mới đầy năng lượng cho quý vị. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin sáng nay. Vào sáng thứ Bảy ngày 6 tháng 1, một nhóm chuyên gia y tế từ Ostrava đã bay đến Benin, một trong những quốc gia nghèo nhất châu Phi để cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho những người dân tại đây. Đoàn bao gồm các y bác sĩ của Đại học Ostrava, ông Rajshilav Mayaj cho biết, tại đây họ sẽ giúp đỡ các bệnh nhân không giới hạn độ tuổi và tạo điều kiện cho sự phối hợp lâu dài về sau. Benin là quốc gia đang có tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và phụ sản cao gấp 20 lần so với Séc và số lượng nhân viên y tế tại đây thấp hơn Séc 60 lần. Tuổi thọ trung bình của người dân nước này hiện chỉ ở khoảng 60 tuổi. Những người nông dân và người kinh doanh cá thể tại Đức đang lên kế hoạch tổ chức các cuộc biểu tình lớn từ thứ hai tuần sau. Điều này cũng có thể ảnh hưởng đến người dân Séc, chẳng hạn như vùng Karlovarsko cảnh báo rằng những người đi làm và khách du lịch có thể gặp phải tình trạng giao thông hỗn loạn khi đi từ Đức sang Séc hoặc ngược lại. Các cuộc biểu tình dự kiến sẽ kéo dài cả tuần. Đỉnh điểm là cuộc biểu tình lớn ở Berlin vào ngày 15 tháng 1. Những người nông dân không hài lòng trước kế hoạch cắt giảm trợ cấp. Họ dự định sẽ mang máy kéo ra đường phố và chặn đường xa lộ. Vào năm ngoái, các chuyên gia y tế tại Séc đã tiến hành phẫu thuật ghép 863 bộ phận nội tạng, ít hơn 9 ca so với năm 2022. Số lượng ca ghép thận đã giảm trong năm ngoái và tăng các ca phẫu thuật ghép tim, gan và phổi. Số lượng người hiến tạng cũng giảm 4 người so với năm trước đó và chủ yếu giảm những người tình nguyện hiến tạng khi còn sống. Hiện nay đang có 1.017 bệnh nhân chờ ghép tạng, trong đó có 450 bệnh nhân cần một quả thận mới, 88 bệnh nhân cần ghép gan và 57 bệnh nhân cần ghép tim. Cơ quan y tế Anh cho biết nước này đang ghi nhận sự gia tăng các ca nhiễm cúm mùa và COVID-19. Dự báo thời tiết lạnh hơn sẽ khiến tình trạng này kéo dài và số ca nhiễm cúm mùa và COVID-19 sẽ tăng lên đến đỉnh điểm sau một thời gian nữa. Cơ quan y tế Anh khuyến cáo đỉnh điểm cúm mùa sẽ diễn ra trong mùa đông năm nay và có thể trùng với thời điểm gia tăng mạnh số ca nhiễm COVID-19. Số ca nhập viện vì COVID-19 đã tăng trong những tuần gần đây, đặc biệt là sau tuần nghỉ lễ Giáng sinh đã tăng 45%. Lần thứ hai liên tiếp trong lịch sử bang, ngư dân Alaska phải hủy mùa đánh bắt cua tuyết theo truyền thống bởi số lượng loài này vẫn chưa có dấu hiệu phục hồi. Ngành hải sản của Mỹ đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng bởi bang Alaska là nơi sản xuất 60% hải sản của nước Mỹ. Theo cơ quan quản lý đại dương và khí quyển Mỹ, nhiệt độ của bang Alaska đã tăng lên đáng kể trong những năm qua. Nhiều tỷ tấn băng trong khu vực đã biến mất, làm thay đổi môi trường sống của hải sản đặc trưng nói trên. Giới chức Bolivia cho biết, lực lượng chức năng nước này đã công bố vụ thu giữ lượng cocaine bị lục từ khu vực Oruro phía tây đất nước. Số cocaine bị thu giữ có giá trị trên thị trường chợ đen tại Bolivia là 224 triệu đô la Mỹ, nhưng con số này sẽ tăng gần gấp đôi nếu ở châu Âu, thị trường tiêu thụ chính của loại hàng hóa bất hợp pháp này. Theo giới chức Bolivia, chiến dịch này còn bao gồm việc bắt giữ 4 nghi phạm buôn ma túy, gồm 3 người Bolivia và 1 người mang quốc tịch Colombia. Sau 9 cuộc đột kích, cuộc điều tra vẫn đang diễn ra. Một chuỗi siêu thị lớn tại Pháp đã thông báo với khách hàng tại Pháp và Italia, Tây Ban Nha và Bỉ về việc dừng bán các sản phẩm của PepsiCo như Pepsi, Lay và 7up. Nguyên nhân là giá cả các mặt hàng này đã tăng ở mức khó chấp nhận. Động thái này của Carrefour có tác động đến hơn 9.000 cửa hàng trên 4 quốc gia, chiếm tới 2/3 tổng số cửa hàng toàn cầu của nhà bán lẻ này. Trong nỗ lực giảm lạm phát, chính phủ Pháp đã yêu cầu các nhà bán lẻ và nhà cung cấp hoàn tất đàm phán giá hàng năm vào tháng 1, sớm hơn 2 tháng so với thông thường. Pháp quản lý lĩnh vực bán lẻ rất chặt so với các nước khác tại châu Âu. Quốc gia này yêu cầu các siêu thị đàm phán giá một lần mỗi năm với các nhà sản xuất nhằm bảo vệ ngành nông nghiệp trong nước. Theo công cụ theo dõi xu hướng thị trường của Google, lượng tìm kiếm của du khách quốc tế về du lịch Việt Nam năm 2023 đạt mức tăng trưởng trên 75% xếp thứ 6 toàn cầu. Trên Thái Lan đứng thứ 10, Indonesia 11, Malaysia 12 và Philippines 14. Top 10 thị trường tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam có Mỹ, Australia, Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Singapore, Đức, Anh, Malaysia và Thái Lan. Các điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất ngoài hai thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội còn có hai điểm du lịch biển nổi tiếng là Đà Nẵng, Phú Quốc, tiếp theo là Hội An, Nha Trang, Đà Lạt, Huế và Phan Thiết.
Vâng, vậy là những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong bản tin sáng ngày mai.